Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Trích Di Phương Trinh và ba con gặp gỡ gia đình mới của Bằng Kiều. Trích Di Phương Trinh nhận được nhiều thiện cảm từ cộng đồng mạng khi đưa ba con trai về Việt Nam và vui vẻ gặp gỡ gia đình mới của chồng cũ. Ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Trích Di Phương Trinh vừa chia sẻ với người hâm mộ tấm ảnh cùng ba con trai gặp gỡ gia đình mới của Bằng Kiều. Cô viết, bốn anh em đã gặp được mặt nhau và hai bà mẹ cũng đã gặp nhau. Bentley ở ngoài đẹp trai như trong hình. Trước đó, Trích Di Phương Trinh đưa ba cậu con trai về Việt Nam thăm họ hàng. Chị liên tục cập nhật hành trình thăm quê của mình và các con. Trích Di Phương Trinh cho hay sau khi về miền Trung đoàn tụ với gia đình chị, cả bốn mẹ con sẽ di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, điều đặc biệt là nữ ca sĩ và các con đã sắp xếp lịch trình riêng dành cho việc gặp con út của Bằng Kiều. Tạm biệt Đà Nẵng, xin hẹn gặp lại vào một dịp khác. Cảm ơn thành phố Đà Nẵng, gia đình ở Quế Sơn và người dân xứ Quảng đã tiếp đón mấy mẹ con trong những ngày ngắn ngủi vừa qua tại đây. Bốn mẹ con đang chuẩn bị bay vào Sài Gòn để ba anh em gặp gỡ em út Ben Ly và đồng thời để họp mặt với bà con bên ngoại từ khắp nơi bay về. Cách gọi của Trích Di Phương Trinh dành cho con riêng của chồng cũ rất thân tình cho thấy chị hoàn toàn thoải mái với mối quan hệ mới của Bằng Kiều. Điều này khiến không ít người thích thú khen ngợi nữ ca sĩ vì cách hành xử văn minh sau khi chia tay Bằng Kiều. Trên thực tế, Trích Di Phương Trinh và Bằng Kiều luôn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết dù đã đường ai nấy đi nhiều năm. Bản thân Bằng Kiều chưa từng gặp khó khăn trong việc giao tiếp với vợ cũ hay thăm nom các con, thậm chí những mối quan hệ tình cảm của chồng cũ, Phương Trinh đều biết và chúc phúc. Thời điểm Bằng Kiều công khai con trai thứ 4, nữ ca sĩ cũng gửi lời chúc mừng rất thân tình. Hôm nay là ngày Father's Day bên Mỹ, cũng là ngày ý nghĩa để ông bạn chia sẻ niềm vui của mình đến khán giả. Cảm ơn ông bạn cuối cùng đã công khai Bentley, đứa em út của Beth, Colin và Kenzie. Trên trang cá nhân, Bằng Kiều và Trích Di Phương Trinh cũng thường xuyên tương tác, gọi nhau bằng danh xưng thoải mái. Ông bạn, bà bạn. Mới đây, nhập dịp sinh nhật lần thứ 16 của quý tử thứ hai nhà Bằng Kiều, Trích Di Phương Trinh, nữ ca sĩ đã có những tiết lộ bất ngờ về con trai mình. Cô cho biết, bản thân hay gọi con trai thứ hai là gấu, nhưng không phải vì cậu nhóc dữ mà là vì to như một con gấu. Mới 16 tuổi mà Colin đã mặc áo size X của đàn ông Mỹ. Nhiều người nói khi lớn tự nhiên sẽ ốm lại nên mẹ không quá lo về kích cỡ của em nó. Chính mẹ đây lúc 16 tuổi cũng to đùng, chỉ kém Colin một tí về độ bề ngang. Bởi vậy có bao giờ mẹ dám đăng hình thời học sinh của mình đâu, cô tâm sự. Dù to xác nhưng Colin lại cực kỳ hiền lành so với bạn bè cùng trang lứa. Đối với một đứa trẻ đang ở tuổi teen, cái tuổi đi và bướng nhất quả đất, thì Colin quá hiền so với những đứa trẻ cùng lứa mà mình biết. Colin không bao giờ cãi mẹ hay to tiếng. Mỗi khi muốn lý luận một điều gì đó thì cũng chỉ nói lý nhí trong miệng chứ không bao giờ la lớn hay cãi bướng. Nhiều lúc mẹ cứ phải hỏi lại hả, hà, mấy lần mới hiểu. Colin nói gì? Em nó chỉ là ung trời khi nào nó chơi game với Kenzie mà thôi. Lúc đầu còn tưởng hai anh em nó la nhau. Lật đật chạy xuống lầu thì thấy hai đứa đang chơi game điện tử la ỏm tỏi. Thấy cảnh đó, mẹ đứng nhìn một hồi, cười hạnh phúc rồi đi ngược lại lên lầu. Tất cả việc nặng trong nhà mẹ đều nhờ Colin chỉ vì em to con nhất. Colin không tình nguyện làm việc nhà như em Kenzie nhưng khi cần, mẹ sai gì cũng làm. Nào là khiêng thùng, xách vali, rác tủ, kéo thùng rác ra đường. Và cái hay của Colin là không bao giờ cằn nhằn hay cản anh. Sao mẹ không bắt anh bếp làm? Cái gì Colin cũng nghe lời mẹ, ngoại trừ khi mẹ kêu thay đổi mái tóc bong nguyên tử của em. Mỗi lần nhìn cái đầu tóc dù của Colin là mẹ ngứa mắt lắm, nhưng Colin không cho mẹ đụng vào. Trước đây khi biết nó là mốt của các em tin bây giờ, mẹ hay la và bảo, cái mặt con đẹp trai vậy mà để tóc kiểu gì kỳ cục, che hết cả cái mặt à. Rồi một hôm mẹ đưa Colin vào trường học thì phát hiện ra trong 10 đứa học sinh nam thì hết 9 đứa có quả đầu xoắn tít như vậy. Từ đó, mẹ không la nữa và để cho Colin tự do với mái tóc của mình. Ngược lại mỗi tháng còn đưa ảnh đi uốn một lần nữa chứ. Ngày xưa ở ti uổi của Colin, mái tóc của mẹ còn quằn quại hơn nhiều. Cái đầu vừa nhuộm xanh lè vừa dựng đứng lên như mới bị điện giật xong.
May mà bà ngoại lúc đó còn ở Việt Nam chưa qua Mỹ, chứ nếu có ở đây chắc cũng chướng tai gai mắt với cái đầu tóc của mẹ lắm hi hi. Nhưng đó là mốt của thời bấy giờ, những thời nông nổi như vậy. Vì vậy mẹ rất hiểu và tâm lý, để cho Câu Linh tự để tóc theo ý thích của nó, kiểu mà nó cho là đẹp và trendy. Miễn là nó ngoan, biết nghe lời, có xấu tí cũng không sao. Mẹ chỉ mong sao cho cái chen tóc này nó qua càng mau càng tốt. Cách đây vài năm, có một lần Câu Linh hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao tên của anh Beth và Kenji đều là những cái tên đặc biệt, sao tên của con là Câu Linh, một cái tên bình thường vậy?" Lúc đó mình trả lời: "Mẹ chọn cho con cái tên bình thường là vì mẹ không muốn con làm nghệ thuật, mà mẹ muốn con là một người tài giỏi ở một lĩnh vực khác. Câu Linh có rất nhiều tài nhưng không bao giờ muốn thể hiện chúng. Câu Linh rap rất hay, có thể rap nhanh không thua gì những rapper kỳ cựu. Nếu có cơ hội, hôm nào mẹ sẽ dụ Câu Linh rap cho các cô, các chú nghe." Câu Linh cũng có năng khiếu đóng phim và cũng biết hát, nhưng không thích theo đuổi con đường nghệ thuật như anh hai Beth sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ với Bằng Kiều. Trái ngọt của cặp đôi có với nhau là ba cậu con trai. Cả ba cậu con trai đều được mẹ nuôi dưỡng và Bằng Kiều có trách nhiệm chu cấp cho các con hàng tháng. Trích Di Phương Trinh hạnh phúc khi có ba con bên cạnh. Nữ ca sĩ hạnh phúc khi các con là những món quà mà Thượng Đế ban tặng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.